Ok, bắt đầu. Start. Chiến đấu nhá. Cố lên. Yes. Hello, Kato. Dung dịch chất nào sau đây không đồng đội màu quỷ tính? Mình có này. Anh này này, có hai nhóm COH. COH này, hai nhóm COH. Một nhóm đợt 2. Vậy quỷ tính chuyển thành màu đỏ. Nghe kỹ từng từ thầy chữa nhá. Tiếp tục này, bút hết mực. Nớt 2 làm quỷ tím đổi thành màu xanh. Một nhóm xeo mắt làm quỷ tím đổi thành màu đỏ. Riêng anh này còn có tên gọi Glycine. Thế còn ôn để cho các em ấy. Một nhóm xeo mắt, một nhóm NH2, một nhóm bà giờ, một nhóm acid. Vì vậy nên hai nhóm này có số nhóm chức nó bằng nhau. Vì vậy nên là không làm đổi màu quỷ tím. Vậy đáp án đúng đáp án C. Được chưa? Ôi hình như không nhìn thấy. Đáp án đúng đáp án C. Ok. Câu 42 nhá. Các em nghe rõ nó thể nói gì không? Các em có nghe rõ thầy nói gì không? Các em có nghe thấy thầy nói gì không? Nghe thấy thì chậm ngã. Hình ảnh có như thế nào? Có sắc nét không? Âm thanh có ổn không cả nhà? Hình ảnh thế nào? Âm thanh nào? Sắc nét có ổn không? Ok, mình tiếp nha. Câu tiếp theo. Chất nào sau đây trong phân tử không chứa nitơ? Đấy, các em lưu ý nhé. Chất nào sau đây trong phân tử không chứa nitơ ấy? Thế thì mình có này. Thế mình có này. Cellulose thì là C6H10. Các nốt chất này sau đây có phản ứng trắng bạc thì được vận động nhờ. Cellulose là C6MO5, không trắng bạc đúng không? Tinh bột không? Xác không? Vậy chỉ có glucose là có phản ứng trắng bạc thôi. Bởi vì glucose là con chó. Đúng không? Câu 43. Đấy, 92 anh em. Đang theo dõi video live stream. Tối nay chắc nhiều đứa đi chơi rồi. Mờ quá. Thu Hà thấy mờ. À đúng rồi. Thu Hà xe lại về tường nha. Đây là thầy chữa cái đề sở dục và đào tạo Hà Nội đấy. Của Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội mà các em mới thi. Ôi, thầy đau họng lắm em ạ. Thầy nói này là cố hết sức rồi ạ. Câu số 43. Chất nào sau đây trong phân tử không chứa nitơ? Không chứa nitơ nhé. Thế mình có này. Vinin cloro. Polyvinin cloro CH2CHCl. N là. Thằng này làm gì có nitơ? Nilon 6 này có NHCO có này. Glycine có nhóm NH2 có này. Cellulose terin nitrat thì có gốc nitrat là NO3- này. Vậy không chứa nitơ là thằng polyvinyl cloro. Đáp án đúng đáp án B. Ok, thầy chữa lên đây rồi. Hello Minh Anh, Nguyễn Tài Anh tốt. Hồng Ngược hôm nay trốn học. Đúng chưa? Câu 44, 44 là nhiều đứa sai dã man luôn. Quẩy 99 bạn. Câu 44 nhiều đứa sai dã man luôn. Một mol saccharose. Saccharose là C12H22. O11 đúng không? Thủy phân ra thì được một anh alpha glu và một anh beta phrug. Thế thì một mol sắt thì ra được một mol alpha glu và một mol beta phrug. Thế đề bài vậy là ta tìm được là glucose thì là C6H12O6, 1 × 180 thì 180g glucose và 180g fructose. Thấy chưa? Vậy đáp án đúng của mình phải là đáp án này. 1. Ok. Vì lê tốt, chính xác. Minh Anh tốt, chính xác. Rất tốt luôn. Nguyễn Tài Anh đúng, chính xác. Ronalim, chính xác. Đề này làm hơi tiếc. Rồi, đây là đề thi thử lân của Sở Giáo dục Hà Nội vừa mới thi thử đấy em. 2019 đấy. 2019 vừa thi thử đấy. Đấy chưa? Nên là nó là một trong số những cái tài liệu đề này, đề năm 2019 nhá, của Sở Giáo dục Hà Nội này. Nó là một trong số những cái tài liệu mà ôn thi. Nó cũng có chức năng dự đoán cho đề thi năm nay. Thế nên thầy mới chữa cho các em nhá. Mình tiếp nào. Chúng ta sẽ có những cách giải dị và đọc. Thấy chưa? Isoaminacetat là một este có mùi chuối chín. Công thức cấu tạo của este này. Thêm giờ acetat là CH3 này, COO này. Isoamin có 5 carbon. 1, 2, 3, 4, 5. Đây này này. Isoaminacetat. Nên là mình loại đáp án C. Mình loại đáp án C. Đấy chưa? Thế tiếp tục anh này xem nào. Acetat cơ mà. Không phải CH5OC sai. Vậy đáp án đúng mình đáp án à. Ok chưa? Tiếp tục nha, câu 46. Chất nào sau đây là chất điện lý yếu? Công bố kết quả tí nữa rồi. Tí nữa rồi là hello bạn nay vào thi 9 giờ. Ui rồi ôi Nguyễn Tài Anh, 9 giờ mới thi thì làm sao làm được bài? 8 giờ 30 là thi rồi. Các em chú ý nha, 8 giờ 30 trong nhóm thầy tổ chức thi những cái đề chất như này để cho các em có thể tự biết được sức lực của bản thân. Tí nữa chị Huế chị chấm điểm xong chị gửi đáp án cho thầy là thầy sẽ đọc, thầy đã đọc điểm cho các em. Câu 46, chất nào sau đây là chất điện lý yếu? Tiếp mình chú ý rằng là chất điện lý mạnh là các axit mạnh, bazơ mạnh và muối. Anh này là bazơ mạnh này, chất điện lý mạnh này. Anh này là
muối này, chất địa lý mạnh, chất địa lý mạnh này, vậy chỉ có CH3COH là chất địa lý yếu. Các em lưu ý rằng chất địa lý yếu thì mũi tên hai chiều, CH3COH mũi tên hai chiều để tạo thành CH3COO trừ cộng H cộng, được chưa? Câu 47. Trong bốn kim loại có tính khử mạnh nhất, kim loại tính khử mạnh nhất là khi nào ba cần mua, khi nào ba cần may, khi không có, nào không có, ba không có, may có, mà gì? Vậy tính khử mạnh nhất trong bốn kim loại này là mà gì? Đáp án đúng đáp án C. Ok, 47C rất tốt, thầy đấy rất nhiều bạn. Nguyễn Việt Hoàng quên. Thi sớm, không phải đâu, thi đây là thi muộn rồi chứ. Tổ chức thi cho các em à? Hello Chin Chin, ui, rất nhiều bạn đang theo dõi. Nhớ là share lại nhá, bởi vì cái tài liệu này là tài liệu mà có ứng dụng rất là kinh khủng trong cái việc mà chúng ta đi ôn thi. Câu 48, trong công nghiệp người ta điều chế nhôm một cách nào sau đây? Trong công nghiệp người ta điều chế nhôm một cách nào sau đây? Thế thì điều chế nhôm nhá, thì không thể là nhiệt phân điện phân AlCl3 được, bởi vì thằng này là nó bị phân hủy trước khi bị điện phân nên loại này. Nhiệt phân AlOH 3 lần thì thu được Al2O3 các em ạ, chứ không được thu được nhôm nên loại tiếp. Nhiệt phân AlNO3 3 lần thì nó thu được Al2O3, cũng không phải, chỉ có điện phân nóng chảy thôi thì thu được nhôm cộng oxy. Vậy đáp án đúng mình đáp án A nhé cả nhà. Được chưa? Câu 48 đáp án đúng đáp án A. Minh Anh tốt, Nguyễn Nhơn tốt. Minh Anh là một trong số những học sinh khóa live stream của thầy, live VIP ấy. Có rất rất nhiều bạn đang tham gia cái buổi live stream này là học sinh lớp live VIP cũng như lớp offline của thầy. Đấy, bởi vì để thầy muốn cho các bạn cọ sát với nhau. Hiện tại bây giờ có, nếu mà những bạn nào mất gốc thì thầy đang có một cái khuyến mãi cực kỳ sốc, là chỉ 400.000 thì được combo học 3 khóa kinh điển của thầy. Thì các em bạn trong đấy là một khóa là khóa live chữa đề này, một khóa là khóa full lý thuyết này, một khóa là khóa full video thì dành cho các bạn mất gốc. Thế nên là các bạn nhớ xe lại về tường xong rồi là inbox cho thầy để đăng ký nhá. 8:55 mới làm bài, thôi coi như nghỉ đi còn gì. Câu 49 này, cho C3H6O2 tác dụng dung dịch NaOH đun nóng thu được CH3CONa. Thế thì vậy là anh này sẽ có dạng là CH3CO rồi. CH3CO vậy loại A này, loại B này, CH3CO này, CH5 loại này, CH3CO CH3, đáp án C. Ok chưa? Câu 50, phương trình hóa học nào sau đây viết sai các em nhé. Chúng ta nhìn thấy là những cái câu đầu nó rất là dễ, nhưng mà nó bởi vì nó dễ nên các em phải làm phải cẩn, thực sự là cẩn thận cho thầy, phải thực sự là cẩn thận nhá, bởi vì những câu nó dễ thì nó lại có nhiều cái vấn đề nó xảy ra lắm, đôi khi là các em lại làm nhầm cái là hỏng nhá. Thế nên là phải cẩn thận, cẩn tắc vô ai này. Đợt này thầy thấy rằng là sau cái vụ mà Trâm Anh ấy, Facebook của thầy bay màu tận 400 follow, rất là dã man. Thế nên là chắc chắn là có nhiều bạn bị khóa nick rồi. Thế thì đấy, các em chú ý là đừng kích vào những cái link vớ vẩn. Thứ hai nữa rằng là chú ý là mình đang học hành thôi, nên mình đừng có để ý vào những cái vấn đề khác để mình cày cho điểm được cao nhá. Nguyễn Đình Hương sai hai câu ngu người, mấy kia lụi, đúng rồi, sai ngu là không được. Câu 50, phương trình hóa học nào sau đây sai? N4Cl nhiệt phân tạo thành N3 và HCl, cái này đúng nhá, chính xác. CaCO3 nhiệt phân tạo thành CaO cộng CO2, đúng chính xác luôn. KNO3 nhiệt phân tạo thành KNO2 cộng oxy, đúng chính xác luôn. NaHCO3 nhiệt phân không bao giờ thu được NaOH mà phải thu được Na2CO3. Vậy sai ở đây là sai tạo thành NaOH. Nó phải tạo thành Na2CO3 các em ạ. Cộng CO2 cộng nước. Vậy sai đáp án gì? Ok. Dễ ợt. Đấy các em nhanh tay comment đáp án lại nhá. Bởi vì một lần sai là một lần nhớ. Cứ một lần sai là một lần nhớ, hãy nhớ theo những lời thầy nói. Một lần sai, một lần nhớ. Không có gì phải sợ cả. Có thể ở đây được. Nhiệt phân FeOH 3 lần đến khối lượng không đổi thu được chất rắn là. Thế thì anh em FeOH 3 lần ấy, mà nhiệt phân ấy, đến khối lượng không đổi thì luôn luôn thu được Fe2O3. Và kể cả FeOH 2 lần cũng vậy. Nhiệt phân trong không khí đến khối lượng không đổi thì cũng thu được Fe2O3. Câu 52 nhiều bạn quên lắm. Nước cứng là nước có chứa nhiều cation. Thế thấy cái đề của Sở Dục Hà Nội lúc nào đi ra nó cũng khá là chuẩn chỉ về mặt lý thuyết nhé. Thầy rất là thích chữa mấy cái đề của Sở Dục Hà Nội. Câu 52, nước cứng là nước có chứa nhiều cation. Thì chúng ta lưu ý rằng là nước cứng là nước có chứa nhiều cation, canxi 2 cộng và magie 2 cộng nhá. Thế còn nước mềm là gì? Nước mềm là nước mà chứa ít cation, canxi 2 cộng và magie 2 cộng nhá. Sang câu 53, chất nào sau đây tác dụng dung dịch NaOH? Đấy, 53 Minh Anh này con đang comment là D này, đúng là chỉ chính xác đấy. 53 nào các bạn cùng một lúc comment đáp án này xem, để xem vũ bão này. Chất nào sau đây tác dụng với NaOH thì BaNO3 hai lần không tác dụng đâu nhé. NaNO3 là muối không tác dụng, HKCl càng không. Vậy thì chỉ có gì? CO2 thôi. CO2 tác dụng với NaOH
thì nó có thể tạo thành Na2CO3 đầu tiên, sau đó là tạo thành NaHCO3 các em ạ. Đáp án đúng đáp án D. Khanh xe sao xe về tường nhá. Khanh hâm. Câu tiếp theo, câu số 54. Dung dịch nào sau đây là mất máu, dung dịch KMnO4. Đây thầy đang chữa phun đấy. Chưa đến bao giờ máy thầy sập nguồn. Vui tí hoan nhé. Mn của thầy là Mn dương 7. Thế thì anh KMnO4 trong H24 này tính oxy hóa mạnh. Thế mà để làm mất máu nó thì nó sẽ tác dụng với anh có tính khử. Vậy trong này mình chỉ đi tìm thằng nào còn có tính khử thôi là ok. Đấy, thế thì các em chú ý rằng là đề này có tính dự đoán rất là kinh. Đây là đề của Sở Giáo dục Hà Nội, thủ đô ra mà. Thủ đô ngay bên cạnh Bộ Giáo dục. Thế nên là sẽ có, như kinh nghiệm thầy sẽ có trong nhiều năm là sẽ có rất nhiều câu trùng hoặc là ý tưởng trùng về đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Nên là xe lại về tường để mà còn có cái tài liệu để học nhá. Mất máu gì cả mà N4 thì đây là mà N dương 7 này. Đúng chưa? Vì thằng này mình vừa suy luận là nó phải có tính khử. Đồng dương 2 không có tính khử, số xóa cao nhất rồi. Sắt dương 3 số xóa cao nhất không có tính khử. Sắt dương 3 số xóa cao nhất không có tính khử. Và ở đây tính khử chỉ có thằng sắt dương 2 mà thôi. Sắt dương 2 có thể lên sắt dương 3. Chính vì vậy nên FeS4 sẽ làm mất màu dung dịch KMnO4. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án B. Bỏ. Câu 55. Câu 55 rất dễ. Người 54 khác cho bạn trả lời đúng là Công Danh Hưng Phạm đấy. Cứ học theo thầy nhiều thì tự nhiên nó nhớ đáp án thôi nhá. Đây nhóm óc của thầy đang bảo là đề Hà Nội dễ hơn đề Vinh. Ô mấy đứa bây giờ đang đi sinh Linh đề Hà Nội. Linh đề Hà Nội thì là ở trong cái nhóm hôm nay phải thi thử nhá. Chị Huế đã thông báo đáp án cho thầy. Bạn cao điểm nhất ngày hôm nay là bạn wow Trần Đức Thắng, Trung học phổ thông Quỳnh Thọ. Chúc mừng cả lớp mình chấm cái chúc mừng bạn cao điểm nhất tối ngày hôm nay. Bạn Trần Đức Thắng, Trần Đức Thắng, Trung học phổ thông, Trung học phổ thông Quỳnh Thọ. Hình như Quỳnh Thọ ở Thái Bình, quê thầy. Rồi, ok. 9,75 điểm. Sai có một câu thôi các em ạ. Các em thấy các em đang đánh nhau với những cái bạn IQ vô cực như vậy. Chắc chắn là thắng cũng thuộc team học sinh thầy rồi. Trong trường hợp sau, trường hợp nào xảy ra ăn mòn điểm hóa học? Bạn là Nguyễn Thế Khải, Quỳnh Thọ 8,75. Một bạn không tên 8,5. Bạn Lan Anh, Trung học phổ thông Củ Chi 8,5. Bạn Danh, Quỳnh Thọ 8,25. Bạn Trung học phổ thông PTN, Trung học phổ thông Cẩm Xuyên 8,25. Thì những bạn nào muốn biết điểm thì vào trong cái nhóm hóa học cùng thầy Minh Myelin nhá. Thì chị Huế chị sẽ đăng ngay lập tức điểm của các em lên ngay lập tức cho các em thôi nhá. Có đây. Trong về tiếp tục chữa nhá. Quỳnh Thọ lại lên thi thử đây này em ạ. Thầy luôn luôn tổ chức các cái buổi thi thử vào 20:30 tối thứ hai hàng tuần cho các bạn để các bạn test thử nhá. Các em chú ý rằng 20:30 tối thứ hai hàng tuần. Tối thứ hai là thi thử trong nhóm nhá. Đấy, các bạn đang theo dõi mà các bạn mà không biết cái nhóm của thầy thì đây, các em nhìn nhá, cái nhóm thầy đây. Thầy cho các em xem. Các em search này. Các em search cho thầy cái nhóm là hóa học cùng thầy Minh Melin, nhìn không? Hóa học cùng thầy Minh Melin, kích vào này. Hóa học cùng thầy Minh Melin, nhìn thấy ảnh thầy không? Kích vào đây này. Đấy, nhóm này có 4,4 hình thành viên. Đây, chị Huế chị vừa đăng cái không xuống được. Các em đợi thì tẹo. Nó đang không xuống được này. Chị Huế chị vừa mới đăng cái link thi thử xong ở trong nhóm này. Bạn nào chưa vào thì nhớ nhé. Đây này, hóa học cùng thầy Minh Melin. Bạn nào chưa vào thì ngay lập tức vào cái nhóm này đi. Để mà tối thứ hai hàng tuần được thi thử trong nhóm. Được chưa? Mình tiếp tục nhá. Mình tiếp tục. Không các bạn lại. Các em nhớ xe lại về tường đấy. Bởi vì cái đề này nó có cái khả năng thi rất là cao. Mình tiếp tục nhá. Trong trường hợp sau, trường hợp nào xảy ra ăn mòn điện hóa học? Úi dồi ôi, câu này nhiều đứa chết. Câu này nhiều đứa chết. Các em nhớ điều kiện này. Thầy nhắc lại. Điều kiện để xảy ra ăn mòn điện hóa học. Bài ở trong nhóm. Điều kiện nhá. Là thứ nhất, hai điện cực khác nhau về mặt bản chất. Cái này nhiều đứa hay chết lắm nên là chú ý ghi lại. Thứ hai là tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau. Thứ ba là phải trong một cái môi trường chất định lý.
Nếu thiếu một trong ba cái này thì không thể được gọi là ăn mòn điện hóa học được. Các em nhìn nhá. Magie là một, đúng chưa? Hai định cực khác nhau bản chất, có thể là kim loại với kim loại, có thể là kim loại với phi kim, nhưng đây có mỗi mình kim loại magie, vậy không phải là ăn mòn điện hóa. Đốt dây sắt trong khí, sắt là Fe, cũng chỉ có mỗi mình sắt loại tiếp. Kim loại đồng cũng chỉ mỗi kim loại đồng loại tiếp. Miếng gang, lưu ý này, gang là bao gồm sắt và carbon hai định cực nhá. Miếng gang thì tiếp xúc trực tiếp rồi nhá, trong không khí là môi trường chất điện ly rồi nhá. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án C. Ok chưa cả nhà? Rất dễ đúng không? Câu 56 các em nhớ nốt cái chỗ này lại nhá. Xe lại về tường nếu mà chưa kịp ghi, còn nếu không thì ghi lại ngay. Mình sang câu tiếp theo, câu số 56. Câu tiếp theo, câu số 56. Cho các chất. Số chất vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH. Bạn nào muốn thầy livestream chữa phun đề này tối hôm nay thì chấm cái xem nào. Thả chấm cái, các em nghe giảng bài giảng có hiểu không nhỉ? Bây giờ mình vẫn đang là ở cho phần lý thuyết ấy. Phần lý thuyết khá là hay. Câu 56. Số chất vừa tác dụng với dung dịch HCl. Số chất vừa tác dụng với dung dịch HCl mà lại vừa tác dụng với số chất vừa tác dụng với dung dịch HCl. Vừa tác dụng với NaOH. Nhôm có nhỉ? NaOH bao lần có nhỉ? CuCl2 thì không tác dụng HCl. KHCl3 ở trong này có HCl3 lưỡng tích. Vừa tác dụng HCl, vừa tác dụng với lại NaOH. Vậy có 1 2 3. Dễ. Bạn Nguyễn Tài Anh đi một câu rồi này, phổ thân. Câu 57. Câu 57, nhận xét nào sau đây là sai? Đấy các em xem này. Các em hay bị chết phần này lắm, nhiều đứa chết comment đáp án thì sao? Đây là Minh Anh này. Minh Anh lớp live VIP của thầy D này. Không biết có đúng không? Zona hai chất chết rồi. Zona chết ba chất nhá, Zonalin. Minh Anh. Nào mình xem nhá, 57 này. Nhận xét nào sau đây là sai? Cách pha loãng, cách pha loãng dịch H2O4 đặc là thêm đất từ từ axit này vào nước của mình. Đúng. Tính dẫn điện của bạc tốt hơn đồng. Bạc tốt hơn đồng. Cứ bình tĩnh đấy. Các kim loại kiềm đều có cấu trúc mạng tinh phải thể lập phương tâm khối đúng. Dùng H2O4 đặc để làm khô khí NH3 có lẫn hơi nước, cái này chắc chắn sai. Không ai bao giờ dùng H2O4 đặc để làm khô khí NH3 bởi vì NH3 là tính bazơ, H2O4 đặc là tính axit. Hai này phản ứng với nhau các em ạ, nên không thể làm khô nhau được. Vậy sai là gì? Rất tốt, mình anh comment rất đúng, chính xác. Trúc Thành đúng, chính xác. Team livestream thầy làm rất đúng, tốt. Không hổ công thầy dạy, đúng không? Mình tiếp tục xem câu 58 nha. Câu 58 này. Một đinh sắt, các em chú ý nha. Các em chú ý công thức giải cực kỳ nhanh. Công thức giải cực nhanh. Xe nhanh lại này. Công thức giải mắc nhanh luôn. Thầy luôn luôn có. Thầy luôn luôn có đây. Số mol của đồng 2 cộng phản ứng luôn bằng số mol của sắt phản ứng luôn bằng delta M chia cho 8. Nhớ công thức này chưa? Thuộc nhá, phải học thuộc, phải học thuộc. Vậy mình có này. Vậy mình có này. Số mol đồng phản ứng 0,2 nhân x là bằng 0,2x thì bằng delta M khối lượng đinh sắt tăng thêm 3,2 gram. Vậy là 3,2 chia cho 8. 3,2 mà chia 8 mình bằng 0,4. Vậy x của thầy bằng 0,4 chia cho 0,2 thì bằng 2. Vậy đáp án đúng của thầy là đáp án C. Thấy chưa các em? 58C thầy thấy rất nhiều bạn comment đúng. Tài Anh này, Hoàng Lê, Minh Anh, Đức Cú Tu. Cái Đức Cú Tu này là quen thuộc lắm rồi. Cao Tùng, rất tốt. Những bạn nào mà chưa xe lại về tường thì xe nhanh nhá. Không là chốc nữa, là tí nữa livestream xong là thầy ẩn đấy. Chú ý rằng là bắt đầu từ ngày hôm nay, để tránh bị lộ bí kíp và lộ tuyệt chiêu. Được chưa? Thầy trả lời cho bạn Hưng Phạm nhá. Chrome có tính lượng tính không? Không. Các em nhớ xe lại về tường. Nhớ xe về tường là tí like xong là thầy ẩn đi đấy. Đợt này bắt đầu từ bây giờ là thầy like xong thì ẩn. Nên là các em nhớ xe lại về tường nha. Mình có tiếp theo, câu tiếp theo, câu 59. Có các phát biểu sau. Glucose không tham gia phản ứng cộng hydro. Sai. Có, nó cộng hydro thành sô bitôn. Metinamin là CH3NH2
làm dễ quỷ tím bẩm đổi màu xanh. Chính xác, cái này tính 3 giờ. Đa số các polymer không tan trong dung môi thông thường. Chính xác. Đa số polymer không tan trong dung môi. Chỉ giúp đầu tiên, muối natri hoặc kali của axit béo được sử dụng để sản xuất sản phẩm. Chính xác. Vì mình có 4 đúng. 4 đúng nên là mình loại A này. Được chưa? Vừa nãy thì có mấy đúng đấy nhỉ? 2 3. Vậy là thì được là 2 3 4 đúng. 2 3 4 đúng, vậy thì đáp án đúng của mình là đáp án C rồi. Úi giời, Nguyễn Đại anh em làm đến 6 6 lụi hết. Ai bảo vào thi muộn, thầy bảo là phải vào thi từ lúc 8 là rưỡi mà. Thế tại anh đăng ký khóa live của thầy đi nhá. Đăng ký khóa live đi. Câu 60. Nếu mà không học off nữa thì đăng ký khóa live. À, đây. Câu 60. 0,1 mol glycine. Úi giời ơi, nhiều đứa quên lắm. Ở đây thầy chữa chúng ta một chiêu cực kỳ. Glycine là gì nhỉ? CH2 này. COOH này. H2N này. 0,1 mol này. Tác dụng với NaOH này thì tạo thành này. H2N này. CH2 này. CONa này. M gam muối này. Vậy anh này 0,1 thì anh này 0,1 này. Được chưa? Vậy mình tìm được khối lượng luôn. Thầy nhân nhá. 0,1 nhân bằng ngoặc đơn 16 cộng 14 cộng 67 bằng 9,7 gam. Để đáp án đúng mình là đáp án C. Ok chưa? 61 là liên quan đến kiến thức lớp 10. Lớp 10 này nhiều bạn hay chết đó. Lớp 10 ít thầy cô ôn được lắm, chỉ có thầy ôn thôi. Đấy thì bạn nào mà muốn được thầy ôn kiến thức lớp 10 thì nhanh nhanh đến lớp off của thầy hoặc đăng ký khóa nhá, bởi vì lớp 10 thì không có thời gian để thầy ôn ở trên khóa live. Hydrat hóa bút 1N. Bút 1N. Hydrat hóa là cộng nước nhé. Hydrat. HOH, các em nhìn kỹ bản chất này. C C C C nối đôi bung này. Chỉ hai cái này. Với nhóm H sẽ đính vào đây hoặc đính vào đây. OH thì sẽ ưu tiên cho carbon nó bậc cao hơn. OH đính vào đây. Anh ở đây gọi 1 2 3 4. Butan hai ôn. Ta bạn đúng đáp án gì? Đặng Công Danh chính xác, hoàn toàn chính xác, Minh Anh chính xác, Hưng Phạm chính xác, rất tốt. Đấy, đây là phần kiến thức lớp 10 nhá, nhiều đứa rất dễ chết ở phần này. Câu 62. Phát biểu nào sau đây là đúng? Các em cũng comment xem đáp phát biểu nào đúng nha. Peptide thì đều ít tan trong nước. Các dung dịch amino acid đều không nồng độ màu quỷ tính, cái này chắc chắn sai. Lysine màu xanh, acid glu màu đỏ. Phân tử alpha amino acid chỉ chứa một nhóm amino, chính xác. Phân tử peptide mạch hở chứa N gốc thì số lượng các peptide là N trừ 1. N gốc alpha amino acid. Trong các alpha à chỉ có một nhóm amino, cái này sai chứ. Alpha amino acid là nhóm được định nghĩa là nhóm NH2 và nhóm COOH cùng đính vào một carbon, chứ không có nói là chỉ có một nhóm amino nên là C sai. Trong phân tử peptide mạch hở chứa N gốc alpha amino acid, số liên kết peptide là N trừ 1 thì cái này chính xác. Còn peptide đều ít tan trong nước là sai, có nhiều thằng tan nhiều trong nước chứ. Vậy sai ở đây mình là đáp án D nhá các em nhé. Đặng Công Danh đúng, Trúc Thanh đúng, mình đúng, chính xác, rất tốt. Mình tiếp tục nào. Nước đá khô, chương trình kiến thức lớp 11, đúng không? Nhiều đứa quên. Nước đá khô thường hay được sử dụng để tạo khói và được để bảo quản thực phẩm. Công thức hóa học của nước đá khô. Nước đá khô công thức hóa học là gì cả nhà? Cả nhà biết không? Cả nhà có nhớ? Nước hóa học của nước đá khô CO2. Ok, chính xác. Giờ mình sang câu 64 này. Câu 64. Câu 64 nha. Cho M gam hỗn hợp gồm. Cho M gam hỗn hợp gồm. Các em nghĩ kỹ này, thầy sẽ ưu tiên chữa các câu dễ trước, các câu khó thì sẽ để lại xong thầy chữa cuối cùng nhá. M gam hỗn hợp gồm COO Fe2O3. Thầy làm đúng cái kiểu là giảm vào đi thi luôn. FeO tác dụng vừa đủ với dung dịch H2O4. Chú ý ở đây đề bài cho đủ. 1 x 0,1 bằng 0,1. Và HCl 1 x 0,1 bằng 0,1. Vậy thằng này có nghĩa là gì? Thằng này có nghĩa là đề bài đã cho chúng ta H cộng đấy. Cả nhà hiểu không? Đây này. Vậy thì tìm được số mol H cộng. 0,1 x 2 cộng với 0,1 x 1 bằng 0,3. Đấy, rất dễ. Đã là tìm học bất kỳ của thầy ở trên bất kỳ một nơi nào thì đều là thuộc gia đình nhà thầy hết. Thế thì bản chất ở đây có nghĩa là oxy trong oxit, anh H cộng. Bọn này đều oxy trong oxit.
ăn nát cộng thì một oxy trong oxit ăn hai cộng để tạo thành nước. Thế vậy anh em tức thì tìm được số mol oxy trong oxit bằng 0,3 nhân 1 chia 2 bằng 0,15. Được chưa? Thế bản chất này, khử hoàn toàn m gam hỗn hợp X cũng chính là oxy trong oxit, cũng chính khử hoàn toàn m gam hỗn hợp X đi tù nóng này này, thì cũng chính là mang cái thằng oxy trong oxit đấy tác dụng với CO để tạo thành CO2. Số mol oxy trong oxit chúng ta vừa tìm được bằng 0,15. Thì vậy suy ra số mol CO cũng bằng 0,15. 0,15 nhân 2,4 thì bằng 3,36 lít. Vậy đáp án đúng mình là đáp án C. Ok chưa cả nhà? C không? Dương Quân tìm online của thầy học rất khổ. Đây, mình sang câu 65. Câu hình vẽ thí nghiệm. Trong quyển sách luyện đề sắp tới mà thầy có chữa cho team lớp live thì có 50 câu đồ thị hình vẽ. Năm nào thì chữa cũng trúng được một câu. Năm nào cũng trúng một câu. Chúng không chạch phát nào luôn. Đấy, nên là team, các team là học thầy rất là sung sướng offline với lại online. Mình có câu 65 cho các em nhìn nhận lại, cái gì nó có kỹ năng hết. Các em nhìn này. Thứ nhất nhá. Khí này tạo kết tủa với dung dịch CaO này lần. Có cái khí rẽ để tạo kết tủa dung dịch CaO lần thì tạo kết tủa với CaO này lần thì chỉ có hai khí CO2 hoặc SO2 thôi. Thế này thằng này là không có để tạo kết tủa. Sắt thì nó là chất rắn, hơi nước thì không thể tạo kết tủa được nên loại gì. Đây, CO2, S2. Thế rồi chúng ta nhìn nhá, nhìn kỹ nhá. Khí X đi vào chất rắn Y để tạo thành khí Z. Được chưa? Thế giờ mình có này. HCl là khí nhưng mà đi vào HCl mà là khí thì không bao giờ tác dụng với Ca2SO3 nên loại. Carbon có phải là khí không? Carbon là chất rắn. Loại tiếp. Đáp án đúng, đáp án B. Thấy chưa? Đúng rồi, sách kia chữa cảo không? Chính xác. Đáp án đúng, đáp án B. CO là khí này. Đi qua CO là khí, đi qua COO để tạo thành khí CO2, kết tủa bị vận động. Đáp án đúng, đáp án B, rất dễ. Các em ơi, mình đánh dấu câu 66 lại nhá. Tẹo để chữa. Tẹo thì lúc cuối rồi thầy chữa. Cứ đánh dấu lại. Thầy chữa câu 67 cho cả nhà. Nha, câu 67 dễ hơn, thầy chữa trước. Những câu nào dễ thầy chữa trước, câu nào khó thầy chữa sau. 67 này. Đun nóng hỗn hợp, mình cứ phải làm câu dễ chứ không khó sau ấy. Đúng không? 67 thầy cứ để lại đi, tí rồi chữa tiếp. Làm những câu dễ dễ trước đã, đánh dấu hai câu này lại. Đấy là kỹ năng thì để mình làm bài khi đi thi, hiểu không các em? 68 để lại. Nhìn thấy khó khó. 69 để lại. Tí để chữa. 70 rồi. 70 này. 70 nhìn nhá. X cộng NaOH tạo thành YZ chưa biết gì. X là hợp chất hữu cơ đơn chức. Y cộng NaOH CaO. Đây là phản ứng vôi tối sút này. Đây là phản ứng vôi tối sút này. Và vôi tối sút mà tạo thành CH4 thì chắc chắn anh này phải là CH3COONa. Vậy Y của thầy là CH3COONa. Do Y là CH3COONa nên X của thầy nó có dạng là CH3COOR phải. Vậy thằng X của thầy nó phải là acetat, đuôi nó phải là đuôi acetat. Loại chỉ còn hai thằng này là đuôi acetat này. Thằng Z của thầy có khả năng trắng bạc. Đấy, nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Và nó ăn hai bạc, nó sinh ra hai bạc. Thế mình nhìn etin acetat này. Giả sử etin acetat CH3COOC2H5. Thủy phân ra thì tạo thành CH3COONa và C2H5OH. Dĩ nhiên CH5OH không trắng bạc. Đúng chưa? Vậy loại nó gì? Đáp án đúng, đáp án này. Vinin acetat nha. CH3COOCH nối đôi CH2 khi tác dụng với NaOH thì nó tạo thành CH3COONa cộng với lại CH3CHO. CH3CHO trắng bạc. Đáp án đúng, đáp án này. Và trong quá trình chúng ta học ấy, chúng ta phải biết đường là né địch khó, tấn công địch dễ. Hiểu không? Thì mấy câu này trông nhìn hơi khó thì mình để lại đi, tí mình chữa. Mình đi làm hết câu dễ đó. 71 để lại. 72 nào. 72 nào. Cho các phát biểu sau, mình cứ chọn câu dễ mình làm trước. Từ cellulose sản xuất từ tơ visco, chính xác. Glucose được gọi đường mía sai, đường nhỏ. Cao su buna N, cao su buna S đều thuộc loại cao su thiên nhiên. Buna thì đã là không phải thiên nhiên rồi, phải là cao su, là ví dụ như là isoprene thì mới là cao su thiên nhiên. N và S thì không thể là thiên nhiên được.
tính bazơ của anilin yếu hơn so metinamin. Chính xác, metinamin là CH3NH2 làm quy chuyển màu xanh, anilin không làm quy đổi màu. Dễ đúng. Chất béo còn được gọi là triglycerid, hoàn toàn chính xác. Hợp chất là este của alanin. Mình nhìn nhá, tách một phát này. COO nhưng mà đây là NOH3N, nó phải là muối, không phải este. Tại mình nhìn đầu này, đầu của NH3, nó phải đầu CH3 ra đây thì mới là este. Vậy là este sai nốt. Vậy câu 72 thì chỉ có A, D, E đúng. Vậy có 3 nhận định đúng. Câu 72 nhá, A, D, E đúng. Mình chỉ có 3 nhận định đúng thôi. Đấy, các em vẫn chú ý. Tiếp tục nhá, câu 73. Câu 73, câu 73 cũng là một câu dễ, thì chữa cho cả nhìn. Các em chú ý này, các em thực sự chú ý câu 73. Thực sự chú ý câu 73 nhá. Mặt 73 thực ra cũng hơi khó đấy, tí rồi thì chữa luôn. Tí thì quay lại để chữa nhá. Câu 74 là câu sơ đồ hình vẽ để lại này, kẹo để chữa này. Mình đi làm mấy câu lý thuyết cho dễ. 75 này, để lại tí để mình để chữa này. 76, chữa 76 đã. 76 nào. Cho các hydroxit ký hiệu ngẫu nhiên, kết quả thí nghiệm. Em nhìn nha, thằng X nó tan. Vậy mình đi nhìn này, nhìn các X này, Na mắt bé mắt lần, Na mắt bé mắt lần đều tan. Được chưa? Từ từ tí thì giải, thỏa mãn, không vấn đề gì cả. X không xảy ra phản ứng với Na mắt. Đây, bọn này đều không phản ứng Na mắt. Không xảy ra phản ứng với N2S4. Chúng ta lưu ý này, Ba2S4, BaOH 2 lần phản ứng N2S4 nên loại. BaOH 2 lần phản ứng N2S4 nên loại tiếp. Vậy mình chỉ còn, vậy chắc chắn X của thầy là NaOH được điền này rồi. Thầy nhìn tiếp sang Y. Y không tan trong thằng này đều không tan. Phản không xảy ra phản ứng với NaOH. ALH 3 lần phản ứng với NaOH, vậy loại. Đáp ứng là đáp án B. Dễ dàng không? Nhẹ nhàng gánh đào không rồi nhá, cực kỳ dễ. Đáp án đúng là đáp án B. Đúng rồi. 15 tí nó dài, thầy cứ nhìn thấy mấy câu nào mà dài khó là thầy để lại. Tí thì chữa. 15, 78. Rồi, hết các câu dễ rồi. Bây giờ mình bắt đầu mình quay trở lại làm các câu khó. Vừa nãy thầy vừa tia được thấy có câu 73. Đây các em nhìn nhá. Bây giờ đến lượt thứ hai mình cứ nhìn câu nào mà dài khó, 4 dòng là để lại. 1, 2, 3, 4 là để lại. Nhìn không? Thằng này là 1, 2, 3 thì làm được. Câu 6, 7 làm được. 4 dòng, những câu 4 dòng mình để lại lượt thứ 3 mình cũng làm. Thầy dạy các em cả kỹ năng làm bài tập để không bị rối não. Hiểu không? Bây giờ nhá, thầy chữ câu 6, 7 này. Lượt thứ 2 mình sẽ đi giải những câu bài tập có 3 dòng. Lượt thứ 3 mới đi giải các câu bài tập có 4 dòng. Câu 6, 7 thì dạy các em kỹ năng để các em làm này. Câu 6, 7 trước nhá. Đun nóng hỗn hợp gồm C3H4 này, 0,1 mol này, C2H4 này, 0,2 mol này, H2 này, 0,35 này, trong bình kín. Hỗn hợp Y này. Vậy hỗn hợp Y thì gồm rất nhiều thằng nhá. C3H4, C3H6, C3H8, C2H4, C2H6 và có cả H2 dư. Câu này khó đấy, câu này có dừng lớp 11. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng cam ở đầu 4 dư. Thì cam ở đầu 4 nó giữ lại những cái thằng mà có nối đôi C3H4, C3H6. Nhìn non thì giải cái C3H8 là ancan thì thoát ra. C2H4 ancan bị giữ lại, phản ứng mà. C2H6 ancan thoát ra, hiđro dư thoát ra. Được chưa? Thấy thoát ra 6,72 lít khí, 0,3 mol tỷ khối. Thì đây là khí Z. Phân tử khối trung bình của Z bằng 12 x 2 bằng 24. Vậy đây thì có số mol, thì có phân tử khối trung bình, vậy thì tìm được khối lượng hỗn hợp Z 0,3 x 24 bằng 0,3 x 24 7,2 gam. Đề bài muốn hỏi là khối lượng bình đựng dung dịch cam màu 4 tăng bao nhiêu, có nghĩa hỏi khối lượng cụm này bao nhiêu. Thế thì đơn giản lắm các em ạ. Có phải khối lượng của cụm này cộng với khối lượng cụm này thì chính bằng khối lượng Y không? Mà khối lượng Y thì lại chính bằng khối lượng của X không?
Bởi vì nung cho mình kín mà, cái khối lượng y bằng khối lượng x. Vậy thì tìm được luôn khối lượng này. 0,1 nhân phòng hóa đơn 12 nhân 3 cộng 4 cộng với 0,2 nhân 28 cộng 0,35 nhân 2 bằng 10,3. 10,3. Vậy thực hiện bảo toàn khối lượng thì thầy có 10,3 bằng m cộng với mz. Suy ra m bằng 10,3 trừ đi mz. 10,3 trừ 7,2 3,1. Vậy khối lượng bình cam ở đầu 4 tăng 3,1. Đáp án đúng, đáp án C. Các em ơi, các em có, thực ra là không cần biết y nhưng mà thầy ghi cho các em hiểu. Các em nghe thầy giảng bài này có hiểu không nhỉ? Thực ra thì nếu bạn nào giải quen thì không cần biết y được cùng những thằng nào đâu nhá. Được chưa? Các em chỉ cần giải quen thôi. Thế nhưng mà ở đây là thầy muốn ghi ra để cho các bạn cùng hiểu. Thế bạn nào mà hiểu thì chấm cái nhỉ? Những bạn nào mà hiểu câu 67 này thì chấm cái. Bạn nào mà chưa hiểu thì xe ngay về tường nhá. Xong rồi là theo dõi lại 1-2 lần cho thầy thôi thì là ok ngay. Được chưa? Thì cái m của bình K14 tăng là m của C3H4 này, C3H6 và C2H4. Bởi vì nó là ankin với lại anken nên là nó khiến cho m tăng nhá. Những bạn nào mà chưa xe về tường thì nhanh tay xe lại về tường đi. Được chưa? Ok, mình sang câu tiếp nhá. Các em sẵn sàng sang câu tiếp chưa? Đấy, bước số 2 giải đề là mình đi giải các câu 3 rồi. Đấy, mình đi giải các câu 3 rồi. Mình cứ đi cho để mình giải các câu 3 rồi. Đây câu 68, 3 rồi. Chúng ta cân câu 68 này. À, cho hợp chất hữu cơ công thức phân tử C8H15O4N. Đây, C8. Cùng chú ý nha. C8 này, H15 này, O4N này. Cho ít tác dụng với NaOH. Đun nóng thu hỗn hợp sản phẩm cụm Y cộng với C2H6O cộng với lại CH4O. Y là muối natri của alpha amino acid Z mạch thở. Thế vậy này, suy đanh này O4 này chứng tỏ là có ST2 trước rồi. Được chưa? ST2 trước. Vậy là nó sẽ có một dạng là CH4 này, OOC này, C2H6 này. Thầy ghi trong này nhìn OOC này. Thế là 8 này thì vẫn ở đây là 1, 2, 3, 4, 5 rồi. Vậy đây chỉ còn là C3. Đúng chưa? C3 này. H mấy? H15 trừ đi 10. Vậy là còn là H5. O4 vẫn đây rồi. C3H5 nữa. Thế mà đề bài nói là muối natri của alpha amino acid Z. Alpha amino acid. Đúng chưa? Thì chứng tỏ một điều, thằng này phải có nhóm NH2 và nhóm COH cùng đính vào một nguyên tử carbon. Các em hiểu không nhỉ? Nó phải có nhóm NH2 và nhóm COH cùng đính vào nguyên tử carbon. Được chưa? Thế vậy, cái thằng ở giữa này nó chỉ có thể là một thằng duy nhất thôi. Đấy là thằng nào? Các em nhìn kỹ nhá. Vậy là nó phải có nhóm NH2 chia ra bên ngoài. Vậy nó phải là CH này, NH2 chia bên ngoài này. Đầu này nối tiếp với lại CH2. Đầu này nối tiếp với lại CH2 nữa. Đây NH2. Đây đủ 3 carbon, đủ 5 hydro, 3 carbon này. Đúng chưa? Nhìn rõ chưa? 3 carbon này. Đây nối với lại CH2. CH2 thế là từ từ thì trừ nhầm. Hình như đây là 15. 15 này, 15 trừ đi 10 thì còn 5. Đúng rồi, C3H5. C3H5. À đây là gốc này, gốc CH3 thôi thì trừ nhầm. C2H5. Vậy là C3H7 thì trừ nhầm đấy. Vậy anh này là C3H7, nhìn chưa? Thế vậy ở đây thì có này. Cái chuẩn công thức ST có thể nó sẽ có dạng này. H2N thì ghi cho cả lớp cùng nhìn nhá. H2N này. CH này. CH2 này. COO này. CH3 này. CH2 này. COO này. C2H5 này. Nhìn chưa nhỉ? Cả lớp nhìn chưa? Cả lớp có nhìn thấy không? Được chưa? Ok, rõ chưa? Thế thì nó là có nhóm NH2. Bây giờ thì mình sử dụng nên là alpha amino acid Z NH2 và cùng đính vào một cái nhóm COO. Vậy thằng này vẫn chưa phải chuẩn. Mà chuẩn của thầy nó phải là thằng CH3OOC CHNH2 CH2 CH2 COO C2H5. Một cháu nha. Đây là cháu thứ nhất. Cháu thứ hai này. Thay đổi chỗ hàng này với nhau. C2H5OOC
CH NH2 CH2 CH2 COO CH3. Ok chưa? Nguyễn Nhơn cái gì đấy em? Thì vừa viết mạch thẳng nói. Được chưa? Thế vậy đáp án đúng của mình. Đáp án đúng của mình. Chú ý rằng là ở đây đề bài nói rằng là muốn natri của alpha mạch hở nhé. Không phân nhánh. Nhìn chưa? Không phân nhánh. Đây, mạch hở không phân nhánh. Vậy đáp án đúng của mình là có hai thằng. Vậy đáp án đúng mình là đáp án B. Được chưa? Cả nhà hiểu không nhỉ? Bạn nào hiểu thì chấm cái nhỉ. Đấy, thầy giảng theo mức cực kỳ dễ hiểu luôn. Phải suy luận từ đầu. Suy luận từ đầu các em mới hiểu chứ. Câu này 4 dòng. Thả. Tí làm tiếp. Câu này 5 dòng, thả tí làm tiếp. Mình cứ làm từ từ những câu 3 dòng. Câu 73. 73 này. 73. 73. Cho m gam 73 nhá. Cho m gam hỗn hợp gồm axit glutamic và lysine. Thế thì để ghi thằng axit glutamic ở đây. Axit glutamic. Mình nhớ nhá. Một nhóm NH2, hai nhóm COOH. Phân tử khối của nó bằng 147. Lysine. Phân tử khối 146. Hai nhóm NH2, một nhóm COOH. Tác dụng với HCl dư. Đây khối lượng là M. Thì thu được muối M cộng 13,87. Thế thì đứa nào gà cũng biết bảo toàn khối lượng tìm được MHCl. Nhìn này biết ngay là MHCl bằng 13,87 luôn. Vậy thì tìm được số mol luôn. 13,87 số mol HCl chia 36,5 0,38. Lưu ý rằng là để ăn HCl ấy, để ăn HCl thì là nhóm NH2. Vì đặt số mol axit glutamic là A thì lysine là B. Thì có phương trình đầu tiên về số mol nhóm NH2. Đây này, A này. Cộng với này. Hai nhóm NH2 này. Hai B này. Thì chính bằng số mol HCl. 0,38. Nhìn kỹ cách để làm nhá. Ok chưa? Không, từ từ thầy chữa. Tiếp tục nhá. Tiếp tục nhá. Mặt khác lấy M gam X. Mặt khác lấy M gam X. Mặt khác lấy M gam X. Tác dụng với vẫn M gam X này nha. Tác dụng với cao hắt dư thì thu được muối là M cộng 17,48 gam. Thế vậy ở đây ta có một cái biểu thức tiếp là biểu thức về bảo toàn nhóm COH. Mình luôn luôn có số mol nhóm COH tăng giảm khối lượng thì bằng m muối trừ m ban đầu chia cho 20. Đây là k thì phải là trừ đi 1 cộng với 39. M muối bằng m cộng 17,48 trừ đi m thì còn 17,48 chia cho 38 thì bằng 17,48 chia 38 bằng 0,46. Và đây là xét về số mol nhóm COH. Vậy ở đây thì lại có axit glutamic có hai nhóm COH, vậy 2 nhân A bằng 2A. Cộng lại một nhóm COH vậy là cộng với B bằng 0,46. Đến đây cả nhà bấm máy tính là xong. Thực ra những bạn nào mà học thầy đấy thì nhẩm rất nhanh, nhưng đây để chữa cho giả sử như rất nhiều bạn chưa học thầy nên là thầy mới chữa chậm. 2 bằng 0,38, chứ còn những bạn học thầy những bài này thường 1 bằng 0,46 bằng A bằng 0,18. B bằng 0,1. Được chưa? Thế vậy ngay tức mình tìm được khối lượng luôn. 0,18 nhân với 147 cộng với 0,1 nhân 146 bằng 41,06 gam. Vậy đáp án đúng mình là đáp án à. Có bạn hỏi là tại sao trừ 1. Dương Hồng Quân thì trừ 1 là của Hiro, chính xác đấy. Đấy nhá, nhóm này thì cái tác dụng cao hát thì nó tạo thành là K. Được chưa? COK. Đấy. Bây giờ mình sang tiếp đến câu đồ thị nhỉ. Bao nhiêu bạn muốn thầy chữa câu đồ thị chấm cái xem nào. Bao nhiêu bạn muốn thầy chữa câu đồ thị chấm cái xong rồi tát tất cả các bạn vào đây xem nào.
Bao nhiêu thanh niên muốn xem thầy chữa của đồ thị nào? Theo cách giải mắc nhanh. Bao nhiêu thanh niên muốn xem thầy chữa câu đồ thị? Hello, bao nhiêu thanh niên muốn xem thầy chữa câu đồ thị nào? Chấm cái thao tác của bạn vào đây. Khi nhỏ từ từ dung dịch KOH. KOH có nghĩa là OH trừ đấy. Vào dung dịch chứa kẽm Zn2+. Số mol kết tủa thu được Y phụ thuộc vào số mol KOH phản ứng biểu diễn sau đây. X để thu được này. Mình xem nào. Úi dồi ôi. Hình này hơi bị dã man. Bây giờ xem đề bài cho mình cái này là cái gì. KOH là X, còn lại Y là kết tủa. KOH là X, còn Y là kết tủa. KOH là X, còn Y là kết tủa. Đây. OH trừ. Đây là số mol kết tủa. Thế mình có rằng là với số mol OH trừ bằng đây là B này. Đây vị trí kết tủa mắc. Kết tủa mắc là chỉ tồn tại ZnOH 2 lần thôi. Kết tủa min là trong này tồn tại ZnOH tất cả 4 lần trừ. Cái này giống với lại là ZnO2. ZnO2 trừ. Y xì như bọn em viết nhá. Thì mình viết thành ZnOH 4 lần trừ. Đầu này là Zn2 cộng. Được chưa? Thế thì ở đây nhá. À, chúng ta lưu ý một điều. Là tại điểm này này. Là điểm mà tồn tại hai chất ở hai đầu mút. Thế xét ở cái điểm 0.22 luôn. Xét điểm này trước nhá. Xét điểm 0.22 trước. Thì với x bằng 0.22 thì có bài toán số 1 ở vị trí số 1, đây vị trí số 1. Thì số mol OH trừ bằng 0.22. Số mol OH trừ bằng 0.22. Kẽm này cộng chưa biết. Để thu được số mol kết tủa là ZnOH 2 lần là 3. Được chưa? Và do đây là sườn bên này nên tồn tại hai chất hai đồng mút ZnOH 2 lần và ZnOH 4 lần trừ. Vậy hoàn toàn đến đây thì có là số mol kẽm, giả sử như kết tủa mắc là B. Vậy thì số mol kẽm 2 cộng, chỗ này là kết tủa mắc rồi thì nó là B rồi. Vậy thì bảo toàn kẽm đây là B, bên này là 3. Vậy bảo toàn kẽm thì ta sẽ gọi là B trừ 3. Đến đây thì đi bảo toàn OH trừ thì được 0.22 với này thì bằng 3 nhân 2, 2 nhân 3 cộng với 4 nhân với B trừ 3. Đây là một phương trình nha. Tại vị trí số 2. Nhìn kỹ tại vị trí số 2. OH trừ lúc này đề bài cho chúng ta bằng 0.28. Cộng với lại kẽm 2 cộng vẫn là B. Để tạo thành ZnOH 2 lần và ZnOH 4 lần trừ. ZnOH 2 lần lúc này kết tủa là 2A. Vậy thì bảo toàn B trừ 2A. Tiếp tục thì vẫn bảo toàn OH trừ thì có là 0.28 thì bằng 2A nhân 2, 2 nhân 2A cộng với 4 nhân B trừ 2A. Các thầy nghe anh bấm máy tính giúp thầy. Thầy lười bấm máy tính lắm. Thầy các em bấm máy tính giúp thầy với. Mở thì chắc bây giờ nét rồi. Nào, bây giờ còn cái hệ nữa thôi. Bấm giúp thầy A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu. A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu. Khẩn trương nào. Đây là cách hiểu bản chất. Tí thì dạy chúng ta cách công thức. Đây là cách số 1 nhá. Thầy còn cách số 2, cách công thức nữa. Giải nhanh. Nguyễn Thầy bấm được này. A bằng 0.03, B bằng 0.0, 0.1. A bằng 0.03. Thầy lấy kết quả của bạn Khải nhá. A bằng 0.03, B bằng 0.1 á. 0.1. Được chưa? Thế vậy là đề bài hỏi chúng ta là giá trị của B bằng bao nhiêu? Thế mình có giá trị B của mình bằng 0.1.
0.03, 0.1. Vậy giá trị của B của mình bằng. Sao có mỗi đứa bấm một kiểu khác nhau này? Cao Tùng lại 0.03 và... Thế là thế nào? Cao Tùng bấm lại xem nào. Cao Tùng bấm lại là 0.1. Đấy chưa? Vậy đáp án đúng mình là đáp án C. Ok. Thế ạ. Nhờ. Tiếp tục sang câu 75. Câu 3 dòng. Cứ câu 3 dòng mình giải nhá. Câu 3 dòng mình giải. Câu 75 này. Câu này câu 3 dòng. Cho m gam bột sắt. Sẵn sàng chưa? Cho m gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa HCl 0.4 x 0.2 và 0.08 CuNO3 2 lần 0.2 x 0.2 và 0.04. Lắc đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau phản ứng, đây là m gam bột sắt này. Sau phản ứng thu được 0.75 m gam hỗn hợp kim loại. Với hỗn hợp kim loại này gồm sắt và đồng rồi. Đề bài nó là hỗn hợp kim loại mà. Về đến khi NO ở điều kiện tiêu chuẩn, sản phẩm duy nhất chứng tỏ không có NO4. Chắc chắn có nước. Chắc chắn dung dịch của thầy do có sắt và có đồng. Do có sắt và có đồng nên dung dịch của thầy sắt có đồng ra rồi, nên không thể tồn tại. Không thể tồn tại muối đồng nữa, không thể tồn tại muối sắt, mà trong dung dịch chỉ tồn tại muối FeNO3 hai lần mà thôi. Được chưa? Trong dịch của thầy lúc này chỉ tồn tại muối FeNO3 hai lần mà thôi. Đấy, thế thì câu này dễ ợt luôn các em ạ. Câu này dễ dã man luôn. Được chưa? Ở đây nhá, chúng ta có này, thầy viết chúng ta nhìn này. Các em nhìn kỹ nhá. H cộng NO3 trừ cộng với lại 3E để tạo thành NO cộng H2O. H cộng này 0.08 nhân NO3 trừ 0.4 nhân 2 0.08. Thầy cân bằng cái trình đấy nhá. À, nhận 3E này. Vậy đây là 3 này, 3 trừ 1 này. Thì còn 2 này, đây 4H cộng này. 0.08 chia 4 bằng 0.02. 0.08 chia 1 bằng 0.08. Vậy 0.02 nhỏ hơn 0.08. Vậy điều này chứng tỏ rằng là số mol H cộng hết. Suy được số mol NO luôn. 0.08 nhân 1 chia 4 bằng 0.02. Số mol NO bằng 0.02. Thế đây thì đi bảo toàn gốc NO3 trừ. Ui pin yếu rồi. Cái khai thầy gửi vào trong file giải full sau nhé. Số mol NO bằng 0.02 này. Mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ, mình có 0.04 x 2 bằng 0.08. Trừ đi 0.02, nhìn kỹ này. 0.04 x 2 bằng 0.08. Trừ đi 0.02 thì là còn 0.06. Chia cho 2 thì bằng 0.03. Sắt nằm đây 0.03. Được chưa? Được chưa các em hiểu bài không? Dễ hợp đúng không? Thế cuối cùng này. Cuối cùng này. Cuối cùng làm mỗi một phát này là ngay lập tức mình tìm được nó luôn này. Thế là mình tìm được bảo toàn electron. Thực ra thì đến đây là xong rồi. Tại sao lại xong? Thầy chỉ cho các em nhìn là đến đây mình bảo toàn khối lượng là mình tìm được m. Bảo toàn khối lượng của kim loại, kim loại tổng khối lượng kim loại trước và tổng khối lượng kim loại sau, phản ứng thì nó phải bằng nhau. Khối lượng kim loại trước là m cộng với 0.04 nhân 64 thì bằng tổng khối lượng kim loại sau là 0.75m cộng với lại khối lượng sắt là 0.03 nhân 56. Thế nên mình tìm được m. 0.03 nhân 56 trừ đi 0.04 nhân 64 bằng. Ở chỗ này âm à? 0.04 nhân 64 sắt. Tại sao lại ra đây là sắt nhỉ? FeNO3 3 lần thì phải trừ đi là 0.04 nhân 2 bằng 0.08 trừ đi 0.02 0.06 chia cho 2 bằng 0.03. Đúng rồi. Số mol NO là trao đổi là 3E, thằng sắt trao đổi 2E, 0.02 nhân 3. Đúng rồi, chính xác. Thế thì ở đây mình có là M cộng với 0.04 nhân 64 thì bằng 0.75M cộng với 0.03 nhân 56. Mình có là 0.03 nhân 56. 0.03 nhân 56 trừ 0.0. À thế nhỏ hơn thật. Phải là 0.04 nhân 64. Thế thì thầy đang
Ừ đúng rồi, thầy đang, thầy đang nhìn lại xem là thầy lỗi ở đâu. Thầy đang nhìn lại là xem là thầy đang lỗi ở đâu. Thầy đang có một cái chỗ lỗi nhỏ nhỏ đấy. Thầy đang có một cái chỗ lỗi nhỏ nhỏ. Nhưng mà 0,75 mg mỗi đầu kim loại này. Anh này là bằng mg bột sắt cộng với 0,04 nhân 64, đúng rồi. Thu đủ mỗi đầu kim loại là gồm sắt với đồng là mg. Sắt chui đây. Sắt chui đây. Thế thầy đang lỗi ở đâu? Thôi coi như cái này lỗi không sắt không lên sắt 3 đâu. Còn cái này lỗi nhá. Thì giải cái khác không bảo toàn khối lượng nữa. Thầy không bảo toàn cái khối lượng nữa để cho ông ta dễ thở. Thầy tìm được số mol sắt phản ứng đi. Thầy tìm được số mol sắt phản ứng nhá. Thầy tìm được số mol sắt phản ứng. Số mol Fe. À, thầy biết thầy nhầm đâu rồi. Thầy biết thầy nhầm đâu rồi. Thầy biết là thầy nhầm đâu. Thầy chỉ cho em tìm nhá. Số mol sắt phản ứng. Đúng rồi, chính xác đấy. Thầy bị nhầm đấy, số mol sắt phản ứng. Bảo toàn E nhá. Thầy bảo toàn E này. Đúng rồi, bảo toàn E. Thầy có này, sắt lên sắt dương 2. 2 lần số mol sắt phản ứng. Cộng với đồng về đồng 0. 0,04 nhân 2. Được chưa? Thì bằng đồng về đồng 0 thì là dương 2 về 0, vậy là vế này phải bằng này. NO nhận 3. 0,02 nhân 3. 0,4 nhân 2 bằng 0,08 cộng với 0,6 0,14 chia cho 2, vậy suy ra số mol sắt phản ứng. Sắt phản ứng sẽ bằng là 0,07. Sắt phản ứng thì chú tỏ hết đây, vậy suy ra chỗ này phải 0,07. Vừa nãy thầy nhầm sai rồi. Đến đây bây giờ mới đúng nhỉ. Số mol sắt phản ứng là 0,07. Thế thì hoàn toàn đây thì đi bảo toàn khối lượng là sao? Đúng không? Đến đây bảo toàn khối lượng. Thế có M cộng với lại 0,04 nhân 64 bằng 0,75 m cộng với lại 0,07 nhân 56. Biến này thì tìm được m. 0,07 nhân 56 trừ đi 0,04 nhân 64 1,36 chia cho 0,25 5,44 m bằng 5,44 m bằng 5,44. Ok, vậy loại A loại gì? M bằng 5,44. Anh tìm bảo cái gì? V khi NO 0,02 nhân 2,4 thì bằng 0,448 lít. Đáp phản đúng là phản B. Ok chưa cả nhà? Cũng ngon lành thành đạo phết nhỉ. Ui câu này 1,2,3,4,5 rồi. Bỏ lại. Ê câu này làm được này. Xem nào, có 7,8. 7,8 nghe vẻ cũng khoai đấy. Không phải vừa đâu. Xem nào. Hợp chất là CN. Để yên thầy xem chúng ta còn bao nhiêu câu nữa. Để lại 4 câu thôi. 1, 2, 3, 4. Đã rồi. 5, 6, 7. Mình đang để lại 7 câu. Mình phải giải làm sao để lấy được 9 điểm, đúng không? Mình có được quyền thả lại 4 câu mà. 4 câu thì thầy gửi hai đáp án sau nhá. 7,8 này. Hợp chất XCNH10O5 CNH10O5 có vòng benzen và nhóm chức ete. Trong phân tử X, phần trăm khối lượng của oxy. Cái gì của oxy lớn hơn 29%? À, phần trăm của oxy lớn hơn 29%, vậy là ta có 5 x 16 chia cho 12N cộng 10 cộng 16 x 5 thì lớn hơn 0,29. Vậy suy ra 12N cộng 16 x 5 cộng 10 90 thì phải nhỏ hơn 5 x 16 chứ không phải 29. 275,86. Suy ra N của thầy phải nhỏ hơn 275,86 mà trừ đi 90 chia 12, N phải nhỏ 15. Thế thì chẳng giải quyết được gì. Thầy bấm nhầm nhỉ. Xem nhá. 5 x 16 chia 0,29 bằng trừ đi 16 x 5 trừ đi 10 bằng chia 12 bằng nhỏ 15,48. Thế cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lên một mol X tác dụng với đá hoắt dư. Sản phẩm hữu cơ chỉ là 2 mol chất Y. À,
Thằng này tác dụng với Na hoắt dư này, mà thu được hai mol chất Y làm chất hữu cơ đấy. Thầy đoán chắc chắn là hai mol chất Y làm chất hữu cơ. Thế thì ngay lập tức là mình phải suy ra được ở bên trong thằng này luôn, là thằng này tác dụng NaOH mà thu được hai mol chất Y thì khả năng cao là thu được hai NaOH, tác dụng với hai NaOH. Mà nó mà tác dụng với hai NaOH ấy thì thầy nghĩ rằng là khả năng cao nó phải có hai nhóm COH, suy ra là có hai nhóm COO hoặc là hai chất Y thôi mà, thế thì chắc chắn là phải là hai nhóm CO, chắc chắn phải là hai nhóm CO, đúng chưa? Không, có vòng bên gen, có vòng bên gen, thế thì khả năng cao mình đoán mò được hai mol chất Y mà, thế thì có vòng bên gen phải lặp lại. Đây cái chỗ này mấu chốt này, có vòng bên gen của thầy là C6H4 rồi, COO này, thế thì đầu này là OOC này, lại phải lặp một thằng C6H4 nữa, đúng không? Lại bắt buộc phải lặp một thằng C6H4 nữa, thế này là H8 rồi, H8 nhưng mà vẫn thiếu một oxy, vẫn thiếu một oxy thì khả năng cao đầu này, bởi vì nó lặp lại thì đầu này phải là nhóm OH, HO. Thế H9 rồi, đây đầu này COH, đúng không? Đủ chưa? Nhìn này, H10 này, 4 cộng 1 là 5, 10, O5 này, 4, 4, 1, đúng rồi, chính xác này đấy, x có 3 loại nhóm chức, 1, 2, 3, ok, à đúng, x làm quý tiêu hỏi chuyển thành màu đỏ, đúng. Số mol NaOH tham gia phản ứng là 4 mol, các em nhìn xem nhá. Số mol N, đây này, chất x có 3 loại nhóm chức, 1, 2, 3 loại nhóm chức nhá, làm quý tiêu chuyển thành màu đỏ nhá, đúng này. Số mol NaOH tham gia phản ứng là 4 nhá, xem nào, một thằng đây này, bởi vì DOH đính vào vòng thơm này, tách thằng này là một thằng nữa này, xong OH này đính vào vòng thơm nữa, vậy là ăn 4, đúng chính xác. Cho một mol X thì tác dụng hết với NaHCO3, đây chỉ một nhóm chất này chắc tác dụng thôi này, thu được một mol khí, đúng. Một mol Y là sản phẩm hữu cơ khi tác dụng với NaOH dư, thì Y của thầy nó sẽ là NaOC6H4COONA, đây là Y. Một chất Y tác dụng vừa đủ với hai mol HCl, đầu này ăn một, đúng rồi, ăn đủ hai mol HCl, chính xác. Khối lượng chất Y thu được là 364 gam, bấm thử xem này, 23 cộng với 16 cộng với 12 nhân 6 cộng 4 cộng 44 cộng 23 bằng 182 cơ. Nhưng mà đây là khối lượng chất Y nhân 2 lên 2 mol mà. 364, chính xác. Ôi mẹ, thấy đúng hết à? Trợn tay nhờ. Số phát biểu đúng là 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 phát biểu đúng vậy. Câu này 6 phát biểu đúng. Ok man. Ngon lành thành đào nhờ. Mình sang câu 79 nhá. Đúng giờ. Con điện thoại thì nó đang báo là còn 10% pin. Thầy cố gắng để chữa nốt cho chúng ta câu 79 và câu 80 nhá. Nó còn 10% pin thì chắc là thầy vẫn cố để chữa được câu 79 và câu 80. Cứ chọn thôi, mình làm đúng mà. Để ngay dị lắm em. Hoặc là có một đáp án đúng, hoặc là tất cả đều đúng. Thế là cho chúng ta sợ tay đúng không? Câu 79 nha. Đúng rồi, khoanh lụ là to ấy, chính xác. 79 4,68 gam, hỗn hợp gồm Cu này, E34 này, tác dụng hết này với HCl này, số mol là 0,1 nhân 0,5 bằng 0,05 này, dư 25% này. Vậy suy ra phản ứng có 75% thôi. Vậy thì tìm số mol phản ứng nhỉ. Đây là ban đầu này. Phản ứng thì 0,05 nhân với 0,5. 0,375. Thu được dung dịch Y. Dung dịch Y và chất rắn không tan. Thế thì anh Fe3O4 tác dụng HCl thì nó tạo thành Fe2 và Fe3. Thế là chất rắn không tan chắc chắn là đồng rồi. Có đồng dư thì điều này chứng tỏ trong dịch chúng ta chỉ tồn tại mối sắt 2 là FeCl2 và mối đồng 2 là CuCl2 thôi. Đấy, thế thì từ từ đã.
chưa làm ăn được gì nhiều đâu. Tại vì thầy tìm được mỗi số món HCL phản ứng này thì được. Số món HCL phản ứng thì là mình tìm được số món H cộng phản ứng. Số món H cộng phản ứng sẽ chính bằng số món HCL phản ứng bằng 0.0375. Được chưa? Mặt khác này mình có này. Một oxy trong oxit thì ăn 2H cộng. Thế số mol H cộng bằng 0.0375 thì thầy suy ngược lại số mol oxy trong oxit bằng 0.0375 nhân 1/2. 0.01875. Thế mà oxy trong oxit chỉ có con trong F34 nên thầy tìm được số mol F34 luôn. 0.01875 mà chia cho 4 bằng. Ui, lẻ lắm. Lẻ thế này thì nguy cơ là từ từ đã. Hình như chỗ này thì tính nhầm. Ừ đúng rồi. Dư 25% mà. Dư 25% thì phải là chia cho 1.25. 0.05 chia 1.25 chứ. 0.04 em ạ. Mải mê quá tên tư duy sai. Thằng này 0.04 này. Thằng này 0.04 này. Thấy số lẻ có 0.4 nhân 1/2 thì là còn 0.02 thôi. Số mol oxy trong oxit bằng 0.02. Vậy thì 0.02 mà chia cho 4 thì bằng 0.005 à. Đúng không? 0.02 chia cho 4 bằng 0.005. Đúng rồi. Số mol 34 bằng 0.005. Vậy thì tìm được số mol đồng luôn. 4.68 trừ đi 0.005 nhân với 232. Đúng nhỉ? Chia cho 64 hình như nó mà 0.055. Ok. Đồng thì chưa được nhưng sắt bảo toàn được. 0.005 nhân 3 bằng 0.015. Thế thì bảo toàn tìm được đồng luôn. Số mol HCl phản ứng là 0.04. Thế trong này có HCl dư này. 0.05 chứ 0.04 thì bằng 0.01. Vậy thì bảo toàn gốc CL là ban đầu có 0.05. 0.05 trừ đi 0.015 nhân 2 này thì còn là 0.02. 0.02 trừ đi 0.01 thì còn 0.01 chia cho 2 thì bằng 0.005. Thế đồng đây là 0.005 mà đầu này là 0.055 thì 0.055 trừ đi 0.005 thì bằng 0.05. Nhìn kỹ nha. Thêm dịch AgNO3 đến dư vào bình phản ứng thu được kết tụ Z. Thế thì AgNO3 thì không phản ứng với thôi chết, nó lại còn có cả H cộng cơ. Thế thì chúng ta thầy ghi là cái thành phần bình nhá. Trong bình này. Trong bình này có thể gồm này. Bình mà thêm vào bình này gồm có FeCl2 0.015 CuCl2 0.005 HCl dư 0.01 và đồng 0.05. Đấy thì dư 25% mày em, dư 25% thì thầy lấy 0.05 chia cho 1.25 thì bằng 0.04. Được chưa? Thêm AgNO3 vào. NO3 dư. Để ý này, H cộng NO3 trừ. Mệt mỏi đấy. Thì thu được cái tủa Z. Vậy cái tủa Z thì chắc chắn có AgCl. Có bạc. Đúng chưa? Không biết có đồng hay không, không biết. Nhưng thầy tìm được cái tủa AgCl luôn. Bảo toàn luôn. Bảo toàn CL trừ điểm đầu đúng cuối 0.05 luôn. Còn tìm bạc thôi. Đúng không? Rồi còn tìm bạc thôi. Sản phẩm khử chúng ta là khí nổ. Khí nổ. Thế thì bây giờ mình phải xem là đây là NO thì tính theo H cộng rồi. Với H cộng là 0.01 thì chia cho 4 thì NO bằng 0.0025 à. 0.01 chia cho 0.01 chia 4 bằng 2.5 nhân 10.3 đúng không? 0.0025. Đúng không? Thế nên mình như bảo toàn E thôi. Mình bảo toàn E nữa sao? Nhưng mà thầy đang phân vân biết là đồng có phản ứng không. Thầy đang phân vân không biết là đồng phản ứng không. Tính khử đẩy ra bạc NO đến dư vào bình phản ứng một phần chất rắn không tan. Đồng nếu có H cộng có NO3 trừ ấy.
Đến tìm thấy nhân lên ra nha. 0,05 này. 0,05 nhân mẫu hóa đơn 108 cộng với 35,5 bằng 7,175. Thế thì 7,175 thì nó nhỏ hơn tất cả rồi. Vậy thì chắc chắn là có bằng bạc. Chắc chắn là có bạc rồi. Thế nên đây, đồng về đồng dương 2 á. Không, chưa chắc đâu. Cứ bình tĩnh ngó. Phải bình tĩnh làm được. Đồng đây là đồng dư 0,05 này. Thì như khả năng cao đề này, hơi lỗi. Bởi vì ở đây là bình phản ứng. Đấy nhé, phải ghi là dung dịch thì hay hơn. Thầy nghĩ ở đây là nên ghi là dung dịch nhá. Thầy nghĩ là đề này phải ghi là dung dịch thì mới làm được, chứ không phải khó lắm. Thì nếu mà coi như này là dung dịch cho AgNO3 và dung dịch ấy, thì thầy bảo toàn E. Thầy sẽ có này à, sắt của thầy là sắt dương 2, đúng chưa? Thì lên vế này là sắt dương 3 này, thì bỏ thằng đồng ra này, bởi vì đây vào dung dịch phản ứng chứ không phải vào bình nữa. Dung dịch đi, thì bảo toàn E thì có là sắt dương 2 đến sắt dương 3. Vậy là có thể là 0,015 nhân 1. Đúng chưa? Thì bằng này, bạc cộng về bạc 0. Vậy là số mol bạc nhân 1 cộng với 3 lần số mol NO thì mới giải được, chứ không không giải được. 0,015 nhân 1, 0,015 nhân 1 trừ đi 3 nhân 0,0025 bằng số bạc bằng 7,5 nhân với trừ 3. Đến đây thì tìm được khối lượng. Đến đây thầy tìm được khối lượng bằng 0,05 nhân mẫu ngoặc đơn 108 nhân cộng 35,5 cộng với 7,5 nhân 10 mũ trừ 3 nhân 108 bằng 7,985. Phải đáp án đúng mình là đáp án à, 7,985. Đúng rồi, chính xác. Bởi đồng đẩy 3 cộng nó khỏi muối đấy cho tuần tùng ạ. Thế nên là thầy mới bảo là câu này nó hơi là lạ. Xem nào, đồng đẩy 3 cộng thì nếu mà đồng đẩy bạc cộng thì là 0,05 cộng với đẩy N cộng với 0,05 nhân 2 nhân 108 18,785 khối lượng kết tụa Z. Thế này các em nhá. Thế này nói cho dễ này à, nếu mà từ bình phản ứng này thay bằng từ dung dịch thì là A. Còn nếu mà chất rắn không tan này và cho vào bình thì trong này có đồng. Thì lúc này đồng đẩy bạc ra thì bạc này phải cộng thêm là 0,05 nhân 2 nữa. Thì kết quả của mình nó sẽ là 0,05 nhân với mẫu hóa đơn 108 cộng 35,5 cộng với 7,5 nhân 10 mũ trừ 3 cộng với 0,05 nhân 2. Đó là đơn nhân 108 thì bằng 18,785. Có hai đáp án. Thế thì hình như là đáp án B hơn. Nhưng mà cũng không thể phòng được là có thể khả năng là đề của Sở Giáo dục Hà Nội lại coi nó là dung dịch đấy. Người ra đề nhá. Nên là có thể thầy sợ là nhiều bạn tô đáp án A sẽ được là đáp án đúng và đáp án B sẽ bị đáp án sai. Thì nghĩ vậy, thì sợ vậy. Được chưa? Nốt nha, câu 80. Ừ, AgNO3 dư chính xác em. Câu 80. Axit hữu cơ đơn chức X mạch hở. Axit hữu cơ mạch hở này, một đôi CC có đồng phân hình học. Đơn chức một đôi CC. Vậy axit X của thầy nó sẽ có dạng là CnH2n-2O2. Hang côn đồng đẳng kế tiếp Y nhọn Z. Đúng rồi, không lấy CU ra chính xác bao nhiêu. Thế này thầy chọn đáp án B. Vừa nãy thầy bảo là thầy chọn đáp án B. Ừ, bay não dĩ nhiên khó mà. Đốt trên hoàn toàn 0,26 ngon. Hỗn hợp gồm X, Y, Z. Ăn côn. Chưa biết ăn côn kiểu gì. Cần oxy 0,6 để tạo thành CO2. Số mol CO2 bằng bao nhiêu nhỉ? I'm here. À,
0,10,304 chia 2,4 bằng 0,46. Cộng nước 10,8 chia 18 bằng 0,6. À, mình thấy xong ăn nước lớn xong ăn xe 2 ngon rồi. Nước lớn xe 2 vậy chắc chắn ăn côn no. Chắc chắn hàng này là CMH2M+2 OX. Chưa biết mấy chức nha. Vậy thì tìm được xong ăn côn à, không tìm được xong ăn côn. Chưa tìm được xong ăn côn. Thế mới cay. À thì tìm đi xuống mình từ các con trung bình được. Các quan trung bình bằng 0,46 chia cho 0,26 bằng 0,46 chia 0,26 bằng 1,76. Điều này chứng tỏ chắc chắn phải có một thằng có một carbon. Este thì không để một carbon à? Vậy chắc chắn là ăn côn một carbon. Vậy thằng Y của thầy có một carbon. Bởi vì Y nhỏ nhất. Suy ra Y của thầy là CH3OH. Đồng đẳng kế tiếp nên suy ra thằng Z, bởi vì nó chỉ có thầy thằng này thôi, Z của thầy nó sẽ là C2H5OH. Ngon, lành cành đào luôn. Đơn chức luôn nhá. Phần trăm khối lượng của Z trong hỗn hợp E. Đấy, thế thì bây giờ thầy có này. Thế giờ thầy viết lại bên dưới này cho cả lớp cùng nhìn nhá. 0,26 mol này, hỗn hợp của thầy này, gồm này CNH2N-2O2 này và Y là CH3OH này. Z là C2H5OH. Câu 80 nhá. Đây này, em nhìn kỹ nhá. Câu 80. Các em nhớ xe lại về tường. Thầy chữa rất kinh. 0,26 mol này. Tác dụng với oxy là 0,6 này. CO2 là 0,46 này. H2O là 0,6 này. Thế vậy thì tìm được khối lượng của này đấy. Bảo toàn khối lượng 0,6 x 18. Bảo toàn khối lượng nhá. 0,6 x 18 cộng với 0,46 x 44 trừ đi 0,6 x 32 bằng 11,84. Đề bài yêu cầu chúng ta là tìm phần trăm khối lượng của Z thôi. Hỗn hợp E thì mình biết được khối lượng rồi, mình cần tìm được thằng Z. Z là lớn hơn Y, vậy Z là thằng CH5OH. Cần tìm được thằng này nữa là sao? Đúng chưa? Mình cần tìm được thằng này thì mình cần tìm được số mol của Z. Cần tìm thằng này mình cần tìm được số mol của Z. Xem nào. Số mol của Z nghe vậy. Thế thì mình cần đi tìm xem là cái thằng N này là có bao nhiêu carbon này. Muốn tìm được thằng N này có bao nhiêu carbon thì thằng này là có 1, thằng này có 2, thằng này 1,76 rồi. Thế cũng chưa làm được gì. Nhiều. Đúng không? À, bây giờ mình phải lợi dụng N nước trừ NCO2 này. N nước trừ NCO2. Thằng này cháy thì cho NCO2 lớn hơn N nước. Thằng X cháy nhé, các em lưu này. Thằng X cháy cho NCO2 lớn hơn N nước. Thằng Y và Z cháy cho N nước lớn hơn NCO2. Vậy thì sẽ có một cái mối quan hệ ở đây. Là thầy sẽ được là N thằng X trừ đi N ăn côn thì có phải bằng NCO2 trừ đi N nước à? Được chưa? NCO2 trừ N nước bằng âm 0,14. Vậy suy ra được là N, cái phương trình thứ hai của thầy là NX cộng với N ăn côn, NX cộng N ăn côn thì bằng 0,26. Đến đây mình tìm được NX và N ăn côn. Giải hệ tìm được NX và N ăn côn. NX N ăn côn, NX bằng bao nhiêu, N ăn côn bao nhiêu nhỉ? 1, 2 này. 1 bằng trừ 1 bằng âm 0,14 bằng 1 bằng 1 bằng 0,26 bằng 0,06 và 0,2. À thế x bằng 0,06 ngon rồi. Thế tìm được là x luôn. Bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Thằng này có 1 ô thôi mà. N ăn côn bằng 0,2 này. Bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy luôn này. 0,6 x 1. 0,6 x 1 cộng với 0,46 x 2 trừ đi 0,6 x 2 trừ đi 0,2 x 1. Ơ tôi chết rồi, ấn nhầm rồi. 0,12 chia 2 bằng 0,46.
thằng này không cộng 6 rồi, không cần. Bảo toàn là vẽ gì, đúng không? Đến đây mình bảo toàn nguyên tử tố carbon là nhanh nhất. À, carbon cũng chưa được, cũng chưa được, bởi vì mình chỉ biết là tổng của thằng này thôi. À, tiếp tục là 1,1 phương trình nữa. À, mình đi bảo toàn nguyên tử carbon xem nào. Bảo toàn carbon. À, mình có carbon thì 0,06 nhân với carbon của x cộng với 0,2 nhân carbon của ancol thì bằng 0,46 đúng không? Thế mà carbon của ancol là phải nằm trong cái khoảng mà từ 1 đến 2, bởi vì đây là chỉ 1 và đây chỉ có 2 thôi. Nên carbon của ancol phải nằm trong khoảng từ 1 đến 2. Thế vậy suy ra lập bảng thôi, lập bảng hệ carbon của x, carbon của ancol. 1 thì mình có là 0,46 thì bằng 0,46 trừ 0,06 thì bằng 0,404 trừ 0,2 thì bằng 2 loại. Carbon của x bằng 2. Carbon của x bằng 2 thì 0,46 trừ đi 0,46 mà trừ đi 0,046 trừ đi 0,12 bằng chia 0,2 bằng 1,7. Được chứ? 1,7 được. Carbon ăn côn 1,7. Nằm giữa 1 và 2 thì thử tiếp 3 xem nào. 0,46 trừ đi 0,18 bằng chia cho 0,2 bằng 1,4 cũng được. 4 xem nào. 0,46 trừ đi 0,06 nhân 24 bằng chia 0,046 trừ 0,06 nhân 4 bằng chia cho 0,2 bằng 1,1. Khó đấy nhỉ. 5 thì chắc chắn là vứt đi rồi. 2, 3, 4. Đấy, thế thì với carbon của ancol thì carbon của ancol thì thế nào? Mình có là số mol của hai ancol đi, là thằng này này với thằng này này, thì đặt nó là x và y đi. À đâu, y và z đúng không? Thằng này là đề bài cho là thằng y, thằng này đề bài cho là thằng z. Thế vậy là thằng này đề bài cho thằng y này, thằng y này đề bài cho thằng z này. Thế vậy hoàn toàn ở đây thì sẽ có là y cộng với lại z thì bằng 0,2. Hệ phương trình thứ hai là carbon trung bình của nó. Đúng không? Hệ trung bình, carbon trung bình nó cái 4 thì tính sai á. Cái 4 thì tính sai không, nhưng mà thầy không thích cái kiểu mà bảo mà làm này đâu. Thầy muốn tìm một cách thông minh hơn. Thực sự là thầy muốn tìm một cách thông minh hơn. Thầy tìm được nx là bằng 0,6, nx ancol bằng 0,2 rồi. Thực sự là thầy muốn tìm một cách thông minh hơn. Chứ bài này thì thầy thực sự thầy đang muốn tìm một cách thông minh, một cách nào đó nó thông minh hơn. Đến đây thì tìm được nx bằng 0,6, nx ancol bằng 0,2 rồi. Nx bằng 0,6, nx ancol bằng 0,2. Mạch hợp. À trời ơi, được rồi. Đây, đơn chức nhá, một đôi CC mà có đồng phân hình học. Đơn chức một đôi CC thì đã có một đôi CC thì nó ít nhất phải là C3. Loại 2, loại 3 luôn. Đúng chưa? Mà có một đồng phân hình học thì nó chỉ có đến C4 thôi. Ok, C4. Suy ra CX. CX bằng 4. Suy ra C ancol bằng 0,46. 0,46 trừ đi 0,06 nhân 4 bằng chia 0,2 lẫn lộn 1,1. Đặt thằng y, đặt thằng này z, mình sẽ có y cộng z bằng 0,2. Carbon trung bình y cộng y nhân với 1 cộng z nhân với 2 chia cho 0,2 thì bằng 1,1. Vậy đây giải hệ ra được yz. Ui xong rồi, 1 bằng 1 bằng 0,2 bằng 1 bằng 2 bằng 1,1 nhân 0,2 bằng 0,18 và 0,02. 0,18 0,02. Ủa hay thế. Câu này hay. Không, không phải hack đâu.
Không phải hack đâu, tí thì nó lại cái chỗ tại sao. À, 0,02 nhân 46 bằng chia cho 11,84 bằng 7,7%. Đấy nhá, thì chỉ cho các em nhá, tại sao thầy biết được là anh này là CC này. Đề bài nó nói. Đề bài nó nói cho thầy vừa nhìn lại đề bài đấy. Acid đơn chức nhá, mạch hở nhá, phân tử có một liên kết đôi CC. Để có một liên kết đôi CC thì bắt buộc nó phải là từ C3 trở lên. Thì nó là COH mà. Các em hiểu không nhỉ? Thế thì vậy là loại bỏ 1, loại bỏ 2, loại bỏ 3, CX thì loại bỏ 1, 2, 3 rồi. Đúng chưa? Thế mà lại 5 thì nó không thể. Nói mình vừa tính là 5 không thể, vậy chỉ có thể là 4. Mà có đồng phân hình học vậy chắc chắn là anh này. Hiểu không nhỉ? Ui xong rồi. Bài hay quá các em ạ. Thực sự là lâu rồi thầy mới làm một cái đề nó hay như này. Cái câu 8 người thực sự là câu hay. Thầy nghĩ rằng là còn một số cái câu. Ừ đúng rồi, kiểu suy luận em. Thầy vừa suy luận cho các em đấy. Đấy. Ok, khả năng cao có lẽ hôm nay chúng ta tạm dừng livestream ở đây nhá. Thầy khá là mệt rồi, thấm mệt rồi. Thôi để lúc khác, thầy mệt rồi, đói lắm. Chúc em buổi tối vui vẻ, hạnh phúc. Bye bye, chào tạm biệt.